Hello. In home cho tay. In fine. Thank you. Well, come. Việt Nam tàu. You. Hello. Welcome to In Home Stay. Hello. Your house is very beautiful. I really like it. Thank you so much. Please come in. Come. Này, trời nóng này mày bảo mát mát cái gì đấy? Mà sao mày không ra sớm tí nữa? Làm tao nói líu hết cả lưỡi. Điện thoại mày đâu? Đây. Thế Google Translate để làm gì? Mày phải tiến hóa lên chứ. Thời buổi 4.0 rồi. Đã đẹp ra lại còn giỏi nữa. Làng này được mấy người đâu. Tập trung vào công việc đi. Nhìn anh đây này. Internet, Google, Translate. Mẹ, con thấy mẹ có thiếu tiền đâu. Mà phải cho đám nó khoa thuê nhà làm gì ạ? Tiền lúc nào mà chả thiếu. Càng nhiều tiền càng thiếu con ạ. Nhưng đây là nhà từ đường của ông ngoại để lại cho mẹ cơ mà. Đấy, chính vì thế nên mẹ mới phải cho thuê. Này, bán đất thờ tự thì không bán được. Mà để thì không đẻ ra tiền. Lại tốn công chăm sóc. Mẹ cho thuê được cả một mớ có phải sướng hơn không? Tiền, tiền, tiền. Mẹ lúc nào cũng tiền. Đi, bố. Okay, anh này. Tôn Lữ. Chú anh. Anh ơi. Được đấy, có cô bé này vào hình là hay hơn đấy. Cho bọn anh xin một kiểu. Không, anh ơi, em đang bận. Gọi gì thì cũng chụp cho anh cái ảnh đã. Không, em không chụp ảnh anh ơi. Ui, cô bé này ngon quá nhỉ. Anh ơi, anh tránh ra cho em đi cái. Từ, xinh thế này mà không chụp ảnh với anh phí lắm, xuống đây chụp với anh cái ảnh. Xinh thế này mà không vào ảnh, chụp một cái, một phút tôi thử đi. Mày có tránh ra không? Ui. Chúng mày không tránh ra, tao hô hoán cả làng lên bây giờ ấy. Xinh đấy, nhưng mà làm anh hơi sợ rồi đấy. Tao xin chết bây giờ ấy. Anh sợ thì sợ thật, nhưng mà cô bé này. Công, 3 thằng mình sẽ trở thành những ngôi sao sáng nhất làng. Nếp sống của làng mình không như vậy. Văn hóa thì văn hóa nó cũng phải phù hợp chứ. Biển nhà cổ đấy à? Nhân chi sơ tính cả khịa. Đêm qua anh ở đâu? Làm gì? Với ai? Chắc anh chưa quên đúng không? Nếu thích thì thử làm một đôi xem sao. Mày đi chạy lạ không xong với thằng này đâu nhá. Sau tất cả thì sĩ diện đối với bố là thứ quan trọng nhất.